Được trang bị đầy đủ cả hai camera trước và sau, trên hai sản phẩm này chỉ có sự khác biệt về cái camera chính. Một bên là 8 megapixel của Asus, một bên là 5 megapixel của Nokia. Và cả hai đều được trang bị đèn flash trợ sáng, chụp trong điều kiện thiếu sáng. Giao diện của cả hai thiết bị này đều hết sức đơn giản và hướng tới là cái độ tiện dụng khi mà chúng ta cần thao tác chụp ảnh nhanh. Chúng ta vẫn có thể điều chỉnh một số những cái thông số cơ bản như là ISO, giá trị phơi sáng, độ phân giải camera và tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Chúng ta không thể đòi hỏi hơn ở trên những cái thiết bị giá rẻ như thế này. Chất lượng hình ảnh cho ra bởi hai cái camera này cũng có một số những cái điểm tương đồng. Mình thấy rằng chất lượng hình ảnh được thu lại bởi hai cái camera này cũng khá tốt, đủ để cho các bạn có thể sử dụng, tạo ra được một bức ảnh đẹp để chia sẻ lên mạng xã hội. Cái cảm biến ở trên sản phẩm Asus Zenfone 4.5 thì nó sẽ có cái khuynh hướng là thu nhiều ánh sáng, nên kết quả là chúng ta sẽ có một cái bức ảnh có độ sáng cao hơn, và cùng với đó thì hình ảnh của chúng ta là nó sẽ bị ngả về cái màu vàng đậm hơn là trên Nokia X2. Truyền thống của Nokia thì những cái cảm biến trên thiết bị smartphone của hãng thì vẫn luôn thiên về cái tính chân thực, tái hiện lại được chân thực nhất cái đối tượng mà chụp ảnh, nên màu sắc của chúng ta sẽ không được tươi như là ở trên Asus Zenfone 4. Chúng ta có thể rất rõ ràng ở trên cái màu sơn của cái ngôi nhà này. Thực tế ngoài đời thì cái ngôi nhà này nó được sơn với cái màu vàng kem chứ không phải là cái màu vàng chanh như là ở trên Zenfone 4.5 tái hiện lại. Độ chi tiết thì mình vẫn đánh giá cao sản phẩm đến từ Nokia. Nó có thể lấy nét tốt và nhanh hơn Zenfone 4.5 rất là nhiều. Và hình ảnh sau khi được lấy nét thì nó cũng chi tiết hơn so với Zenfone 4.5. Với cái camera trước độ phân giải VGA ở trên cả hai thiết bị thì tốt hơn hết các bạn chỉ nên dừng lại ở cái nhu cầu thực hiện những cái cuộc gọi video call thôi. Còn những bạn nào có ý định tự sướng với chiếc camera này thì mình khuyên là nên từ bỏ ý định đấy ngay, vì mình đã thử tự sướng với cái camera này và thực sự thì nó không được sướng cho lắm. Hình ảnh gần như là sẽ không có nhiều thông tin và chi tiết, cũng như là nó sẽ không có tính năng autofocus và đo sáng tự động. Cuối cùng là về khoản pin của hai thiết bị, lại một điểm tương đồng nữa mà mình tìm ra ở những cái thiết bị thường cùng phân khúc giá, đó chính là nó sẽ có dung lượng pin tương đồng nhau. Ở trên Nokia X2 là 1800, còn ở Zenfone 4.5 là 1750 mAh. Với dung lượng pin như thế này thì cả hai thiết bị đều có thể đáp ứng được cho các bạn sử dụng trong vòng một ngày với những nhu cầu cơ bản nhất như là nghe gọi và dùng mạng Wi-Fi, lướt web, Facebook vân vân. Còn nếu như chúng ta sử dụng nhiều những cái nhu cầu như là chơi game hoặc xem phim thì hai thiết bị này có lẽ chỉ trụ được khoảng từ 3 đến 4 tiếng mà thôi. Mặc dù là như vậy thì mình vẫn đánh giá cao hơn về khoản pin của Nokia X2, bởi lẽ là sản phẩm này cung cấp đến cho người dùng khả năng có thể bóc được nắp lưng và thay thế pin bất cứ lúc nào. Các bạn có thể trang bị thêm cho mình một cục pin để có thể thay thế khi mà chúng ta hết pin. Còn ở trên Zenfone 4.5 thì lại là một cục pin được gắn liền luôn vào máy, chúng ta chỉ có thể là sạc pin khi mà hết mà thôi. Và như vậy là mình đã so sánh chi tiết về một số những cái yếu tố của hai thiết bị cùng phân khúc giá là Nokia X2 và Asus Zenfone 4.5. Nhìn chung thì khi mà chúng ta muốn sở hữu một cái thiết bị di động ở bất kỳ một cái phân khúc giá nào thì chúng ta sẽ luôn ưu tiên về hiệu năng của thiết bị cũng như là khả năng tương thích cao với những cái kho ứng dụng khổng lồ hiện nay. Thì rõ ràng là Nokia X2 đã làm tốt hơn so với sản phẩm Asus Zenfone 4.5. Cả hai thiết bị này thì hiện nay vẫn còn tồn tại những cái điểm yếu và những cái điểm mạnh riêng của mình. Nếu như Nokia X2 có màn hình đẹp hơn, hiệu năng tốt và camera có phần nhỉnh hơn so với Zenfone 4.5 thì sản phẩm đến từ Asus của chúng ta lại có ưu thế bởi cái con chip Intel cũng như là kho ứng dụng khổng lồ Play Store được tích hợp sẵn, tạo nên sự tiện dụng tối đa dành cho người sử dụng. Và có lẽ đến đây thì các bạn cũng đã có thể chọn được cho mình một chiếc điện thoại phù hợp nhất ở trong phân khúc giá khoảng từ 2 đến 3 triệu đồng. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe, và trong tương lai mình sẽ gửi đến cho các bạn một số những bài so sánh chi tiết về những cái sản phẩm cùng phân khúc giá này nữa. Các bạn hãy quan tâm theo dõi S Channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài đánh giá sau.